mùa lúa chín sớm ở Nậm Cang. Đầu tháng 8, những thửa ruộng bậc thang ở Nậm Cang bắt đầu chín rải rác, tạo nên khung cảnh tuyệt tác trên khắp các bản làng Sapa. Không giống những vùng đất khác ở Tây Bắc, Sapa chỉ có một vụ lúa duy nhất trong năm. Mùa gặt sẽ bắt đầu từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9. Mùa lúa chín ở Sapa cũng rải rác theo địa điểm và thời tiết hàng năm. Mùa lúa chín ở Nậm Cang thường bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 9 hàng năm. Nhưng năm nay, từ cuối tháng 7, lác đác một số thửa ruộng đã ngả màu vàng rực rỡ. Những thửa ruộng bậc thang từng lớp ôm theo sườn núi. Sắc xanh mướt xen lẫn chín vàng, chạy tít tắp tới chân trời. Bao bọc xung quanh là những dãy núi hùng vĩ cùng bầu trời cao xanh tạo nên bức tranh khoáng đạt và thi vị. Tờ India Times của Ấn Độ từng ca ngợi ruộng bậc thang ở Sapa có khung cảnh ngoạn mục và mang tính biểu tượng của du lịch vùng cao Tây Bắc, được định vị trên bản đồ du lịch thế giới. Còn tờ Channel News Asia của Singapore gợi ý Sapa là một trong 10 điểm đến tránh nóng lý tưởng ở châu Á, không chỉ bởi thời tiết mát lạnh, còn vì những bản làng yên bình, ruộng bậc thang tuyệt mỹ cùng những câu chuyện văn hóa. Dạo bộ trên những con đường quanh co khắp bản làng, hít căng lồng ngực không khí trong lành và thu vào tầm mắt ngút ngàn ruộng bậc thang, nương ngô và khói lam chiều, mọi muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên trong tâm trí. Nếu không kịp đón mùa lúa vàng ở Nậm Cang, du khách có thể lên lịch trình ngắm lúa ở thung lũng Mường Hoa, bản Tả Phìn, Tả Vang tại trung tâm thị xã. Hiện tại, những khu vực này lúa còn xanh, dự đoán vài tuần nữa mới chín vàng. Bên cạnh dạo bộ, du khách có thể ngắm lúa từ trên cao. Hệ thống cáp treo lên đỉnh Fansipan là một trong những địa điểm để ngắm toàn cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Nhiều du khách kết hợp lịch trình thăm đỉnh Fansipan trong chuyến đi ngắm lúa ở Sapa. Nằm ở độ cao 3.143m, đỉnh núi là nơi đất trời gặp gỡ. Nếu may mắn đi trong ngày nắng đẹp, bạn có thể chiêm ngưỡng bầu trời xanh mướt, điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh và check-in ở đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Tháng 8 cũng là mùa hoa dân thóc đỏ rực trên đỉnh Fansipan. Diện tích hoa lên tới hơn 2 hecta, được nhập khẩu để trồng trên danh thắng này, tạo điểm nhấn để du khách chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.